Trở lại tin bên Việt Nam, chúng ta cũng hiểu là họ đang phong tỏa, cách ly hay là dùng bất cứ quy dùng chữ gì cũng vậy, tức là đang gắt gao về vấn đề cái đại dịch đó. Thì họ bản tin là Tiền Giang đã bắt dân chống dịch Covid-19 như là bắt các tội phạm. Đây là tin bên Việt Nam, thì bị giới hữu trách kiểm tra thực thi cái chỉ thị 16 để chống dịch Covid-19, lo sợ bị giam lỏng hay phạt tiền nên nhiều người đã ở thành phố Mỹ Tho đã bỏ chạy, thậm chí là có những người đã phải nhảy xuống sông, thưa quý vị. 13 tháng 7, tổ công tác kiểm tra của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết là hai ngày qua phát giác và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn 20 trường hợp đã không tuân thủ theo các quy định về chỉ thị 16 của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Theo báo Dinh mô tả là cái tổ công tác kiểm tra đã đi dí bắt người như là truy tố các tội phạm tại các khu vực công viên và nhiều tuyến đường trong thành phố Mỹ Tho. Nhiều người khi thấy công an kiểm tra chấp hành cái chỉ thị 16 này đã phải bỏ chạy, thậm chí có một ông sợ quá đã nhảy xuống sông để bơi sang bên kia, tuy nhiên vẫn không thoát, thưa quý vị. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định kể từ 0 giờ ngày 12 tháng 7, 10 huyện, thị xã, thành phố gần như là tất cả đều bị phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam trong 15 ngày để phòng chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Thành Công là Chủ tịch thành phố Mỹ Tho yêu cầu người dân phải ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp rất cần thiết như là khi mua lương thực, thuốc men, cấp cứu, đi làm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thiết yếu. Người dân thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét và không được tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện cũng như tại nơi công cộng. Không riêng thì tỉnh Tiền Giang, nhiều tỉnh Việt Nam hiện nay đang áp dụng hình thức chống dịch như chống giặc tương tự, khiến cho người dân rất là bức bối, bất an khi có việc cần thiết phải đi ra ngoài. Để né tránh thì có nhiều người đã nghĩ ra những cái cảnh gọi là cười ra nước mắt, chẳng như là theo cái báo Tuổi Trẻ dẫn tin là ông Nguyễn Văn Thông ở thị xã Hoài Nhơn cho biết là phường này đã có văn bản đề nghị ủy ban thị xã phải quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh NVN 24 tuổi, lái xe hơi để chở một người khác là NMC, tức là những cái tên này được viết tắt thưa quý vị, 25 tuổi, đi qua phường Bồng Sơn để rút tiền. Tuy nhiên vì không có giấy xác nhận âm tính trong vòng 3 ngày theo quy định của tỉnh Bình Định thì anh En đã phải trốn trong cốp xe để đi qua được cái chốt kiểm tra đó. Thành ra nó có những cái phiền như vậy. Và có đoạn clip mà ai cũng cười, tức là một người đã phải viết một cái chữ lớn, tức là cầm tấm bảng đó quý vị, ghi là đi mua nước tương, hột vịt và về liền, tức là để lỡ công an có thấy đó, coi như mình giải thích đó, nhưng mà gặp công an khó tính thì cũng vẫn không được, là vì nó không chấp nhận cái hình thức đó mà phải gặp công an xin phép đàng hoàng. Hình ảnh trên đã khiến những người đi đường quay lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng. Chỉ sau vài giờ đồng hồ thì clip này đã nhận được tới 2.4 triệu lượt người xem. Vì cái hình quý vị thấy rất là vui, đi cái xe Honda và để một cái bảng rất lớn sau lưng á, ghi đó giống như một cái poster đó. Đó, nhiều người đã để lại lời khen cho rằng hành động này có vẻ có là một sáng kiến, và họ nói là có lẽ họ cũng sẽ làm giống ông này, thưa quý vị.